Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Review Sách của tôi. Hôm nay là một ngày thời tiết khá là đẹp, mặt trời đã lên sau những ngày mưa gió. Hôm nay tôi sẽ review quyển sách Becoming, tác giả Michelle Obama. Bạn có tò mò về những điều gì đã khiến Michelle Obama trở thành một người phụ nữ quyền lực? Và đằng sau chức vụ cựu phu nhân tổng thống Mỹ có những gì thú vị? Tất cả hành trình để Michelle Obama khẳng định được nữ quyền và vị thế của mình trên thế giới đã được hồi ký lại trong quyển sách Becoming, Just Michelle Obama. Nếu bạn đang cần một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để vượt lên trên mọi khó khăn và thử thách, quyển sách này sẽ dành cho bạn. Giới thiệu đôi nét về tác giả Michelle Obama. Quyển sách đã tạo nên một làn sóng lớn trong nữ giới. Michelle Obama có tên đầy đủ là Michelle Lavon Robinson Obama. Bà sinh ngày 17 tháng 1 năm 1964. Tính đến nay bà đã 48 tuổi, 58 tuổi. Bà được sinh ra và lớn lên trong một khu vực ở Chicago, trong một gia đình không mấy khá giả. Đó là lý do vì sao khi bà trở thành một người phụ nữ quyền lực thì bà chính là một tấm gương lớn dành cho những ai muốn hướng đến mục tiêu một người phụ nữ thành công. Sau khi hoàn tất việc học đại học tại Viện Đại học Princeton, bà tiếp tục hành trình học vấn của mình tại Đại học Harvard theo diện tiến sĩ luật. Tiếp theo đó, bà bắt đầu công việc là một luật sư thực thụ tại công ty luật Austin. Trong vai trò là một luật sư, bà đã gặp Barack Obama, chồng mình, đồng thời về sau cũng là một tổng thống của nước Mỹ. Chính cuộc gặp gỡ này đã tạo nên một hành trình mới cho tới khi bà trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Bà hoàn toàn được công chúng đón nhận và yêu thích, thậm chí là sở hữu một lực lượng đông đảo fan hơn hẳn chồng mình. Và chính bà cũng tạo nên một làn sóng cực lớn khi đã viết nên một quyển hồi ký mang đậm chất nữ quyền mạnh mẽ, kể về hành trình của mình. Quyển sách Becoming, Just Michelle Obama không chỉ mang sức ảnh hưởng rộng lớn trên đất nước Mỹ, mà ngay tại Việt Nam, đây cũng trở thành một trong những quyển sách bán chạy hàng đầu. Becoming là một quyển sách nói về tuổi thơ, sự nghiệp của Michelle, về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bà và Obama. Câu chuyện thật về cuộc sống vợ chồng, về những lần bà sát cánh trong cuộc vận động tranh cử tổng thống của Obama, sau đó là trở thành đệ nhất phu nhân, và những năm sống tại Nhà Trắng, nhìn hai đứa con gái của mình lớn lên. Dốc hết trái tim và câu chuyện bén duyên cùng Starbucks của Howard Schultz. Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Từ truyện khởi nghiệp từ bàn tay trắng của Michelle, người phụ nữ ngoan cường. Cuốn sách gồm 3 phần: Tôi, Chúng tôi và Chúng ta. Bằng lời văn chân thực, lối kể chuyện đơn giản, đan xen nhiều cảm xúc khiến người đọc dễ dàng nắm bắt câu chuyện. Cũng vì câu chuyện của bà không quá phức tạp hay mang thiên hướng chính trị, giáo lý, mà phần nhiều là lời kể lại cuộc sống của chính bà. Do đó mà người đọc dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về Michelle. Tôi đã dành một ngày để đọc cuốn sách dày 500 trang này. Trong đó bạn sẽ thấy một số tấm ảnh từ thời bé của Michelle và ảnh vợ chồng họ. Ngay từ nhỏ, bà đã nhận được sự giáo dục rất tốt từ bố mẹ của mình, là để cho con cái tự do bày tỏ quan điểm và được làm điều mình thích. Do đó mà Michelle được trưởng thành với tính cách tự tin, dũng cảm, dám đương đầu với mọi khó khăn. Bà luôn đặt cho mình những mục tiêu cụ thể và tìm mọi cách để đạt được nó. Khi bà học đại học và quyết định trở thành một luật sư, bà đã lao mình vào công việc, nhận những nhiệm vụ khó để thử thách bản thân. Đây là một cách rất hay để rèn luyện bản thân. Bài học ở đây chính là dám nhận công việc khó để làm, sau đó bà sẽ học được cách giải quyết nó.
Theo lời kể của Michelle, Obama là một con người xuất chúng, chững chạc và có tầm nhìn. Đâu ai ngờ rằng Obama là nhân viên tập sự dưới sự chỉ dẫn của luật sư Michelle, và sau đó hai người lại trở thành vợ chồng. Có lẽ chính vì nét duyên dáng, sự hài hước, thông minh hơn người ở Obama đã chinh phục được trái tim của Michelle. Bà được sinh ra trong gia đình mà mọi người vui vẻ nói chuyện, tâm sự với nhau. Họ chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Trong khi Obama là con người rất giỏi nói chuyện, nhưng một phần trong ông luôn cần không gian riêng để suy ngẫm một mình. Tuy vậy, họ vẫn gắn kết chặt chẽ với nhau và tạo nên một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tóm tắt một số nội dung trong các chương. Chương thứ nhất, tôi. Đây chính là cách xưng hô được tác giả sử dụng ở chương đầu tiên của quyển sách. Chương thứ nhất chính là một bản tự sự về giai đoạn trưởng thành của một cô gái cá tính và đầy bản lĩnh. Dù không được sinh ra trong những điều kiện và môi trường thuận lợi, nhưng cô gái đã được chính người thân của mình rèn giũa nên một sự tự tin vượt bậc. Chính sức mạnh của sự tự tin này về sau đã giúp cô có được những thành công trong cuộc sống. Câu chuyện đó bắt đầu từ người bà khi bà luôn lắng nghe, động viên cô giữ vững tinh thần trước mọi cản trở trong cuộc sống. Không được gục ngã, hãy luôn ngẩng cao đầu là những gì cô đã học được. Cho đến khi người cha luôn bình tâm trước mọi sự cố, không hề than vãn. Và cuối cùng là người mẹ luôn âm thầm bên cạnh, lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề của cô. Và cuối cùng, cô đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành với tràn đầy sự tự tin, bản lĩnh và không dễ dàng bị khuất phục trước khó khăn. Chương thứ hai, chúng tôi. Một giai đoạn mới của hành trình khi có sự xuất hiện của chàng trai Barack Obama. Nhờ được phân công hướng dẫn cho anh ấy trong công việc mà giữa hai người đã có những lần tiếp xúc đầu tiên. Và Michelle Obama đã bị ấn tượng bởi những nét khác biệt mà Barack Obama sở hữu. Chương chúng tôi chính là một câu chuyện tình đã được gợi nhớ lại một cách lãng mạn. Chính sự kết nối giữa hai người đã tạo nên một bước tiến mới, một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cả hai. Barack Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ và bà chính thức trở thành đệ nhất phu nhân. Chương thứ ba, chúng ta. Câu chuyện về sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Đây chính là một câu chuyện không của riêng ai, vì có không ít phụ nữ đã không thể cân bằng giữa công việc và gia đình của mình. Đặc biệt hơn, khi đối với Michelle Obama, chồng bà giữ một cương vị quan trọng và bà cần bắt kịp theo sự phát triển nhanh chóng này. Trong quyển sách, bà đã thuật lại cách thức để dung hòa giữa sự nghiệp cá nhân, gia đình mà vẫn luôn bên cạnh để xây đắp cho sự phát triển của chồng. Câu chuyện của Michelle đã thực sự chinh phục độc giả, cũng như giúp cho mỗi người có được những cách thức quyết giải quyết vấn đề đang tồn tại của chính mình. Sự mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập để tự đưa ra những quyết định quan trọng là những gì bài đã thể hiện trong xuyên suốt quá trình phát triển và thăng tiến của mình. Thành quả là giờ đây bà đã trở thành một người phụ nữ đầy quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dù nhiệm kỳ của chồng bà đã kết thúc. Khi lần đầu tiên Obama đứng ra tranh cử tổng thống năm 2008, Michelle là người chịu nhiều áp lực hơn cả. Khi thấy chồng mình đang đứng ra để đảm nhiệm một vai trò vô cùng to lớn, bà cũng đã cố hết sức để hỗ trợ chồng mình. Bà và chồng mình tự hỏi chúng tôi là ai, điều gì quan trọng đối với chúng tôi có thể làm được gì. Mặc dù ban đầu bà không ủng hộ việc Obama đi theo con đường chính trị, nhưng Michelle tôn trọng quyết định của chồng. Bà tin rằng Barack Obama có thể trở thành một tổng thống tuyệt vời. Không chỉ vậy, bà còn hỗ trợ và là điểm tựa cho chồng mình. Người vợ có thể không phải là người tạo ra thành công, nhưng chắc chắn họ là điểm tựa vững chãi để người chồng thành công. Trở thành phu nhân tổng thống không phải là chuyện dễ dàng khi mọi sinh hoạt trong cuộc sống bị đảo lộn. Bà vừa đóng vai trò người vợ, người mẹ và là đệ nhất phu nhân.
phải luôn hoàn hảo để xuất hiện trước công chúng. Michelle từng điều hành một tổ chức tình nguyện và vận động rất nhiều sự hỗ trợ cho trẻ em. Bà hiểu được rằng dù không biết đến một tình cảnh nào đó thì cũng hãy luôn nhớ nó là nó tồn tại. Bạn đang nghe audio review sách Becoming. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì cho thế giới này? Cuộc sống tại Nhà Trắng không hề dễ dàng, bị kiểm soát bởi một lực lượng an ninh hùng hậu. Mọi sinh hoạt, đi lại đều được giám sát. Dần dần, vợ chồng bà cũng phải làm quen với điều đó. Tuy nhiên, với hai đứa con của bà, làm sao để nuôi dạy hai đứa trẻ trong thời tuổi dậy thì nhưng lại ở trong Nhà Trắng, và cuộc sống ngoài kia sẽ khác nhau như thế nào? Trách nhiệm làm mẹ đè nặng lên vai Michelle, còn Obama bận trăm công thế sự bên ngoài. Ông vẫn nỗ lực dành thời gian cho vợ con. Dẫu vậy, hai đứa con vẫn được trưởng thành từ tình thương của cha mẹ, tấm lòng vị tha, yêu thương của mẹ và tầm nhìn vĩ đại của cha. Michelle nói rằng bà luôn ấn tượng với Obama về câu nói: chúng ta chấp nhận thế giới như hiện có, hay chúng ta ra sức tạo nên một thế giới mới mà chúng ta nên có? Đây là câu hỏi mà ai cũng nên tự hỏi chính mình. Có thể thay điều vĩ mô là thế giới bằng những thứ gần gũi hơn, như là: chúng ta chấp nhận bản thân mình như bây giờ, hay chúng ta ra sức tạo nên một phiên bản mà chúng ta hằng mơ ước? Điều nên có ở đây phụ thuộc vào mỗi người. Không ai hiểu bản thân nên có thứ gì hơn chính bản thân bạn. Có lẽ qua bao nhiêu năm tháng, dành cả thời thanh xuân và những năm tháng vợ chồng của mình ở Nhà Trắng, đã khiến Michelle và Obama học được rất nhiều bài học. Sau khi kết thúc xong nhiệm kỳ tổng thống của Obama, nhiều người đã cổ vũ Michelle ra tranh cử. Nhưng Michelle đã khẳng định rằng bà sẽ không bao giờ có ý định tranh cử tổng thống, bởi lẽ cuộc sống chính trị của chồng mình là quá đủ với Michelle. Bà là con người của gia đình, của sự sẻ chia yêu thương. Bà sẽ không bao giờ muốn cuộc sống chính trị làm ảnh hưởng tới gia đình mình. Bà có viết trong cuốn sách của mình rằng: nếu tôi học được một điều nào đó trong cuộc sống, thì đó chính là sức mạnh khi ta sử dụng tiếng nói của mình. Điều này thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng mấy ai làm được điều đó? Có đôi khi, ta đang đánh mất tiếng nói ở bên trong bản thân mình. Đó là tiếng nói của trái tim. Lắng nghe trái tim, hãy cảm nhận và nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng mình. Bạn có toàn quyền lựa chọn cách mình phản ứng lại với cuộc sống này. Không quá nhiều bài học, nhưng là quyển sách đáng để ta đọc và nhiều hiểu hơn về cuộc sống của một người, tiếp cho ta niềm tin, dám mơ ước lớn lao, phi thường. Xin hãy không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho người, cho cả thế hệ mai sau. Bài review đến đây là hết. Bạn có thể mua sách ủng hộ tôi qua liên kết tôi đặt ở dưới video này. Cảm ơn.